Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Kia Morning, có năm sản xuất 2008, phiên bản là số tự động, máy 1.0, máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa vượng đỏ 15A21454, mang nước sơn màu bạc, trang bị la răng đúc 4 bánh. Đấy, trang bị túi khí an toàn cho người lái. Một mẫu xe Kia Morning hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì anh cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe nhỏ gọn, xinh và tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. Đấy, dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của thằng Kia rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Máy chất gầm chắc, côn số ngọt, máy số ngon. Mua về tập đi tập lái này, tránh mưa tránh nắng rất là ok các bác nhá. Vâng, đây là phần táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác này. Đấy, táp ly cánh cửa rất là đẹp các bác nhá. Đấy, vẫn còn gai sần các bác nhá. Vẫn còn gai sần này. Đấy, phần keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ đầu tắt tắp luôn. Phần bậc lên xuống này. Ghế da trang bị màu đỏ và màu đen các bác nhá. Màu đỏ và màu đen chỉ đỏ. Đấy, rất là bắt mắt luôn. Một mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Phiên bản là số tự động, máy của nó chỉ có 1.0 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm độ 6 lít xăng trên 100 cây số các nhá. Đấy, 5-6 lít xăng trên 100 cây số. Đấy, rất là tiết kiệm luôn các bác nhá, mà đăng ký là 5 chỗ ngồi. Đấy, nhỏ gọn. Luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ rất là ok các bác nhá. Phần ốc áp bản nề này, các bác xem ốc áp bản nề các bác nhá. Đấy, chưa hề động đến kale mỏ lết này. Đấy, chưa động đến ta lên một lết các bác nhá. Cột kèo này. Đấy, phần cột kèo đinh tán các bác nhá. Cột kèo đinh tán này. Đó, zin nguyên bản luôn. Cột kèo đinh tán zin các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không ta lạ, không ngập nước, không chạy taxi dịch vụ các bác nhá. Xe tư nhân gia đình sử dụng luôn. Một mẫu xe Kia Morning. Đấy, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày. Đồ đạc của Kia Morning thì rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Bật lên xuống này. Rồi, nội thất ghế da màu đỏ đen. Đã được trang bị lót sàn các bác nhá, lót sàn 3D luôn. Màn hình cam nồi rồi. Đấy, màn hình cam nồi rồi các bác nhá. Tất cả những khung cánh cửa này. Đấy, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá. Khung cánh cửa không hề mục mọt luôn. Đấy, khung cánh cửa không hề mục mọt luôn nhá. Xi nhan báo giá bên sườn này. À, trên gương này, à, bên sườn này đầy đủ các bác nhá. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2022 này. Đây là phần lốp của xe này. Đó, lốp của xe này. Quả lốp đằng trước bên phụ các bác nhá. Lốp xe rất là ok. Đấy, khe mũi khá là dày luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2008, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, bản hatchback một đầu, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Đấy, máy chất gầm chắc, côn số ngọt, máy số ngon. Đấy, mua về thì đấy, tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng rất là ok các bác nhá. Hôm nay ngoài trời Hải Phòng đang mưa này. Đấy, đang mưa đang bão các bác nhá. Đấy, đang mưa đang bão thì em quay ở trong nhà thì hơi tối một chút các bác nhá. Đấy, nó hơi có tối một chút thì mong các bác thông cảm. Đấy, la răng đúc này, phanh đĩa này. Đấy, phanh đĩa đằng trước các bác nhá, đằng sau nó là phanh tăng trống này. Đấy, đằng sau máy đằng sau là phanh tăng trống các bác nhá. Đấy, phần cua lốp này. Đấy, rất là ok. Bật lên xuống này. Phần táp đi cánh cửa bằng sau bên lái các bác nhá. Táp đi cánh cửa đây. Âm thanh vũ trường cực hay. Phần keo chỉ đây.
Đấy, keo chỉ này, khung cánh cửa này. Đấy, không hề mục mọt các bác nhá. Phần đinh tán răng giật này. Đấy, đinh tán răng giật này, rất là ok. Nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Đấy. Bản hatchback một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn xinh xinh các bác nhá, nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu. Đấy. Tất cả những cái đinh tán này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Keo chỉ này. Keo chỉ của nó keo chỉ zin. Đấy. Máng nước này. Đây là phần đấy, sàn xe lớp sô cua này. Đấy, lớp sô cua vẫn còn nguyên bản các bác nhá. Kích trọng thì đầy đủ luôn, kích trọng đầy đủ các bác nhá. Đấy, kích trọng đầy đủ luôn. Rất là ok. Đấy, phần tổng quan của lắp cốp này. Đó, tổng quan của lắp cốp. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Đấy, gầm bệ của nó này. Gầm bệ thì khá là chắc chắn luôn các bác nhá. Không hề mục mọt này. Đấy, không mục mọt các bác nhá. Mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, hàng nhập khẩu. Phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá. Đó, táp ly cánh cửa này. Tất cả keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ của nó đều tắt tắt luôn. Khung cánh cửa không hề mục mọt các bác nhá. Đấy, không hề mục mọt. Bảng tổng của gương kính chỉ điện này. Phần bật lên xuống này. Đây là phần tem mác của người sản xuất này. Đấy, tem mác của người sản xuất này. Ốc bản đề này. Đấy, ốc bản đề các bác nhá, chưa hề động đến kale mở đét. Phần cột kèo. Đấy, cột kèo đinh tán này. Đấy, mối han chập điện này. Nguyên zin các bác nhá. Đấy, nguyên zin luôn. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong lộ thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đấy, trang bị túi khí an toàn cho người lái các bác nhá. Đấy, bô lăng 3 chấu khá là đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên này. Đấy, lổ máy các bác nhá. Đấy, máy đã lổ các bác nhá. Túi khí ABS đầy đủ rồi. Đấy, máy lổ còi kêu. Đấy, rất là to luôn. Xi nhan báo rẽ. Hoạt động rất là trơn tru. Phần gương chiếu hậu này. Đấy, đây là phần màn hình này. Đấy. Màn hình này, điều hòa auto này. Máy chất gầm chắc, điều hòa mát các bác nhá, côn số ngọt luôn này. Côn số thì rất là ngọt ngào các bác nhá. Đó. Phần táp lô của xe này. Tất cả những cái nhựa ốp cột này khít khít các bác nhá. Đấy, hộp đựng kính này. Trần của nó là trần 3D chống nóng các bác nhá. Trần 3D chống nóng luôn. Đấy, chắn nắng đầy đủ luôn. Đấy, máy chất gầm chắc, điều hòa mát, côn số ngon. Đấy, tất cả kính lên xuống này, hoạt động rất là trơn tru. Rất là ok các bác nhá. Đấy. Gạt mưa này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Giá tiền thì trước này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng các bác nhá.
Đấy, 179 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, nội thất ghế da màu đỏ đen. Sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Đấy. Đã được dán bộ tem này chống đồng Đông Sơn các bác nhá. Đấy, chống đồng Đông Sơn này. Đấy, rất là ok. Đấy. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2022 các bác nhá. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man luôn. Đấy, máy lổ rất là êm các bác này. Đấy, máy lổ rất là êm các bác nhá. Máy đang lổ các bác nhá. Đấy, máy đang lổ đây. Đấy, máy lổ rất là êm. Đấy, máy lổ rất là êm. Khoang máy thì khô ráo sạch sẽ các bác nhá, không hề dỉ dầu chi. Đấy, rất là nhỏ gọn này. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi, nhập khẩu sản xuất 2008, lắp cabo còn chưa hạ các bác nhá. Đấy, phần tổng quan của lắp cabo này. Đấy, phần tổng quan khoang máy này. Đấy, máy lổ còi kêu, bốn bánh quay đều, máy chất gầm chắc, côn số ngon, máy số ngon, 179 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Đấy, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc các bác nhé. Hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày, đồ đạc của thằng Kia thì rất là dễ thay thế, không ngay hỏng hoạn các bác nhé. Đấy, máy lổ thì giòn tan, không hề có tí hơi thừa nào các bác nhé. Đấy, tổng quan của lắp cabo. Còn đây là phần tổng quan khoang máy các bác này. Kia Morning dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, mang biển kiểm soát Hải Phòng, mang nước sơn màu bạc. Đấy, giá cả thì chỉ có 179 triệu đồng. Bên em bao hồ sơ và bao vận chuyển trên trong vòng 200 km các bác nhá. 200 km quay đầu. Đấy, em sẽ hỗ trợ bao vận chuyển cho các bác. Đấy, bao vận chuyển luôn cho các bác nhé. Đấy, các bác dịch bệnh này các bác ngại đi thì cứ ở nhà alo trực tiếp cho em. Đấy, và chuyển cọc cho em khoảng 2-3 triệu em sẽ đánh xe đến tận nhà cho các bác xem nhé. Đánh xe đến tận cửa nhà cho các bác xem. Đấy, xem mà các bác mà không ưng. Đấy, hoặc là có vấn đề gì thì cứ hỗ trợ cho em một chút tiền vận chuyển là ok các bác nhé. Xăng dầu, tiền cầu đường đi lại thôi. Đấy, anh em mình, anh em chúng ta rất là thoải mái luôn. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Kia Morning, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. 179 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau ạ.